Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên channel của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Himiko Toga trong phim Boku No Hero Academia cho các bạn xem nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích chiếc video này. Các bạn cũng có thể xem các video khác của mình. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn tiện theo dõi nha. Thank you.
Video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.